Một nữ MC duyên dáng của Champa, cô Quán Ngọc Thùy Linh. Lời đầu tiên, Thùy Linh xin được gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào thân ái nhất. Chúc quý vị một mùa KT an lành và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, hàng năm mỗi khi hoa KT lào nở, lại báo hiệu một nơi mùa KT nữa lại về trên mảnh đất quê hương. Người người vui đón KT, nhà nhà vui đón KT. Những cụ già thì lo sắm sửa chuẩn bị đồ để cúng lễ. Những em bé thì háo hức trong những chiếc áo dài đủ màu sắc vui lên tháp. Và những đôi trai gái lại có dịp để gặp gỡ và hẹn hò. Tất cả những hoạt động này đã được sân khấu hóa qua màn trình diễn tiếng trống hội KT do hội truyền thống Champa Sacramento biểu diễn. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chương trình Sắc Màu KT 2012 được phép bắt đầu. Yeah.
bởi vì